rồi thì mình không học theo slide đâu, mà mình sẽ làm bài tập luôn. À, thì cái chương trình này mình sẽ có là những phần này nè, xem này là ứng dụng công nghệ thông tin, thì mình sẽ có các phần là căn bản Windows nè, để hay nói để các em dễ 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 à, căn bản Windows chứ là sử dụng giao diện Windows. Đó, rồi mình sẽ có phần Internet. Internet thì đơn giản thôi chứ không có rồi mình sẽ có phần PowerPoint. Cái này thì chúng ta cũng đã học qua rồi, nhưng mà cái này thầy sẽ chỉ lại. Rồi mình sẽ có phần Word. Mình sẽ có phần Excel. Rồi thì mình sẽ có một cái bài thi trắc nghiệm, là cho bài thi trắc nghiệm đó, trắc nghiệm lý thuyết. Trắc nghiệm lý thuyết. Vậy là mình sẽ có thi phần trắc nghiệm lý thuyết đó nha em. Thì cái phần này là 2 điểm nè. Đó. Dự kiến nha, dự kiến là như vậy, tùy theo đề nữa. Phần này sẽ là 3 điểm. Phần này 3 điểm. Phần này 1 điểm. Phần này 1 điểm. À, còn phần này á, thì mình sẽ không có thi, nhưng mà mình sẽ học một số cái thủ thuật tìm kiếm trên Google. Thầy biết là các em sẽ có nhiều bạn chưa biết những cái đó. Thầy thấy là hầu như thầy giảng lớp nào cũng vậy, các em cũng không biết những cái phần này. Hầu như là các em biết sử dụng cái này hết rồi. Đó, thì các em lưu ý cái giới thiệu chương trình của chúng ta. Cái dự kiến là như vậy. Cái dự kiến cái thang điểm như vậy, nhưng mà tùy theo đề thi. Cái lý thuyết thì chắc chắn là 2 điểm rồi đó. Còn mấy phần kia là tùy theo đề thi khó hay dễ. Nhiều khi cái Excel thì có thể cho lên 4 điểm và cái Word là 2 điểm. Đó, nghĩa là tùy theo đề thi á, nhưng mà dự kiến phần lớn là các đề của thầy thì sẽ là như vậy. Rồi cái chương trình này của mình á, là phần lớp luyện thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thật ra cái chương trình của Bộ Giáo dục bây giờ thì người ta có 2 cái loại để có các bạn là tham gia. Thu Hương này hãy chấp nhận này. Rồi bạn này bạn mới nè. Rồi là tí bạn. Cái chương trình của Bộ Giáo dục bây giờ các em là người ta có hai cái chương trình để lấy chứng chỉ, là một là ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, hai là ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao. Thì các trường cái chuẩn của các trường mà đối với những bạn mà ra trường thì người ta sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đó, thì mình học theo cái chương trình đó. Và cái chương trình đó thì nó có cái phần trắc nghiệm, có phần lý thuyết luôn đó. Còn cái chương trình văn phòng của trường mình là cái chương trình theo dạng MOS của cái chứng chỉ quốc tế. Chương trình của mình lại khác một chút. Thật ra mỗi chương trình thì có cái hay khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần căn bản trước. Mình sẽ đi vào phần căn bản nhé. Căn bản. Trong những phần căn bản này thì nó sẽ có cái phần lý thuyết luôn. Rồi. Bây giờ thầy đã phần giới thiệu xong rồi, bây giờ thầy tạm dừng nè. Thì các em lưu ý nha.